Thưa quý vị, chiều nay các đại biểu Quốc hội thảo luận tổ về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Tại tổ số 8 gồm các địa phương Điện Biên, Bình Định, Sóc Trăng và thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm tổ trưởng. Các đại biểu Quốc hội đã tích cực tham gia những ý kiến thiết thực để các dự án luật đáp ứng nhu cầu thực tiễn cuộc sống. Đa số các đại biểu đều bày tỏ đồng tình về nội dung cơ bản của dự án luật tài nguyên nước sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, đồng thời cho rằng việc sửa đổi bổ sung hai dự án luật này là rất cần thiết trong cuộc sống hiện nay. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, trong dự án luật tài nguyên cần bổ sung một số quy định cụ thể liên quan đến khái niệm nội hàm về quản lý và bảo vệ tài nguyên nước. Đại biểu Nguyễn Văn Quảng đơn cử ở điều 4 về quy định bảo vệ tài nguyên nước. Ở điều 4 về nguyên tắc thì chúng ta lại quy định về cái việc bảo vệ tài nguyên nước là quyền và nghĩa vụ của các cái tổ chức cá nhân. Thế vậy câu hỏi đặt ra thì bây giờ xác định đấy là quyền nghĩa vụ. Ở đây có đại biểu Tùng, chuyên gia số 1 về pháp luật. Khi mà bảo là quyền và nghĩa vụ nhưng mà lại không biết nội hàm của cái việc bảo vệ đấy nó là cái gì thì nói người ta phải thực hiện cái quyền và nghĩa vụ đấy như thế nào? Cũng liên quan đến vấn đề nội hàm trên, đại biểu Nguyễn Văn Quảng cũng chỉ ra quy định về luật chưa rõ ràng về khái niệm an ninh nguồn nước. Liên quan đến cái an ninh nguồn nước, thì trong cái khái niệm về an ninh nguồn nước hiện nay theo cái khoản 22 của điều 3 ấy, thì lại chỉ có nói về cái việc là đảm bảo về số lượng và chất lượng nước. Nhưng theo tôi, an ninh nguồn nước nó phải bao hàm cái quan trọng nhất là phải bảo vệ được tài nguyên. Thì chúng ta khi chúng ta bảo vệ được cái tài nguyên nước thì chúng ta mới có thể đảm bảo được cái vế thứ hai là về chất lượng và số lượng nước được. Chứ còn chúng ta không bảo vệ được nó thì làm sao mà chúng ta đảm bảo được về chất lượng và số lượng. Đấy, tôi nói về an ninh nguồn nước thì cái yêu cầu đầu tiên, và thực tiễn đã cho thấy tất cả các quốc gia mà có sự tranh chấp nhau về nguồn tài nguyên nước ấy, là đều nhằm hướng tới cái việc là bảo vệ cái nguồn tài nguyên đó. Thảo luận về chính sách nhà nước đối với tài nguyên nước cũng liên quan đến câu chuyện bảo vệ nguồn nước, đại biểu Nguyễn Văn Quảng cho rằng. Hiện nay ở khoản 4 có bổ sung về các cái chính sách của nhà nước đối với cái việc đa dạng hóa các hình thức đầu tư, ưu đãi hỗ trợ các tổ chức cá nhân tham gia vào việc thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản. Thì theo tôi thì không phải là chỉ có hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân thực hiện các hoạt động về điều tra cơ bản, mà chúng ta phải có những chính sách để khuyến khích cho các tổ chức cá nhân bảo vệ nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước. Chứ còn nếu mà chỉ có cái chính sách để hỗ trợ họ về cái việc điều tra cơ bản thôi thì theo tôi là chưa đủ. Cho ý kiến về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, các đại biểu cũng cho rằng cần nghiên cứu kỹ, ban hành luật theo hướng đi trước đón đầu để đảm bảo luật các tổ chức tín dụng đi vào thực tiễn và mang lại hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.